Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành là câu cửa miệng thể hiện niềm tin và sự tồn tại của hai thế lực vô hình đối lập, thần linh và ma quỷ. Nó cũng chứng minh rằng chúng ta chưa bao giờ nhận thức hoàn toàn về vấn đề đầy bí ẩn này. The Medium đã khai thác sự mông lung đó qua một câu chuyện về những bà đồng với khả năng cảm nhận, giao tiếp được với các thế lực vô hình. Họ tin rằng năng lực này đến từ những vị thần linh tốt đã hiển linh trong cơ thể mình để chỉ dẫn con người khỏi sự xâm hại của ma quỷ. Vậy, The Medium đã đưa ra kết luận gì từ niềm tin này? Câu trả lời nằm ở cảnh kết mang nhiều hàm nghĩa. Đây là một cảnh rất ngắn nhưng lại ảnh hưởng đến logic của toàn bộ phần còn lại của phim. Trước khi đi vào phân tích sâu hơn, các bạn hãy cân nhắc tiếp tục video này nhé, vì phần tiếp theo đây sẽ tiết lộ hầu hết tình tiết quan trọng của tác phẩm. Nếu các bạn đã xem phim rồi hoặc không quan tâm đến spoiler, thì mình là Sương Mai, đây là một kịch bản của bạn Dương Hương Ly và chúng ta cùng bắt đầu nhé. Nim là một bà đồng của tín ngưỡng địa phương, thờ phụng một vị thần có tên bà nội Bayan. Người dân địa phương tin rằng mỗi thực thể đều có linh hồn, bất kể là người, chim thú hay cây cỏ. Có linh hồn tốt ta gọi là thần linh và linh hồn xấu ta gọi là ác linh. Bà nội Bayan là một linh hồn tốt đã bảo hộ cho dân làng từ rất lâu. Bà sẽ nhập vào một người phụ nữ trong mỗi thế hệ của gia đình Nim và ban cho người đó khả năng ngoại cảm. Người được lựa chọn sẽ trở thành bà đồng, không được lấy chồng, sinh con, dùng cả đời để tạo phúc giúp dân. Đến thế hệ của bà, ban đầu chị gái Noi của bà được lựa chọn, nhưng Noi không nhận nên thần đã chuyển sang Nim. Noi lấy chồng, sinh được hai người con, cải đạo theo Thiên Chúa giáo và tiếp quản công việc bán thịt chó của mẹ chồng. Cả gia đình chồng cùng con trai Noi về sau đều chết bằng những cách kỳ lạ, chỉ còn người con gái Minh là sống sót. Sau đám tang của bố, Minh dần dần xuất hiện các dấu hiệu mà bà Noi tin rằng đó là bà nội Bayan đang chuyển sang cơ thể của Minh. Bà Noi và Minh tìm cách chống lại định mệnh, nhưng Nim nhận ra thế lực vô hình đang tấn công cô cháu gái, có thể là một ác linh. Có một điều ta có thể chắc chắn, đó là trong The Medium, linh hồn là có thật, nhưng chúng chỉ có thể chiếm hữu tâm trí của con người và dùng thân xác đó để tạo ra các tác động vật lý. Sẽ không có chuyện một linh hồn tồn tại bên ngoài cơ thể mà có thể cầm dao giết người được. Như vậy, mọi chuyện diễn ra trên phim đều là kết quả của bàn tay con người, dù bị điều khiển bởi ác linh hay không. Thế còn thần linh? Tua nhanh đến đoạn kết phim khi bà đồng Nim thú nhận rằng bà chưa bao giờ thực sự cảm nhận được bà nội Bayan. Điều này đã đặt ra một câu hỏi chung cho khán giả sau khi xem xong tác phẩm, rằng bà nội Bayan liệu có thật sự tồn tại? Nếu có thì vị thần linh này có bản chất như thế nào? Giả thiết đầu tiên, bà nội Bayan không có thật. Có rất nhiều bằng chứng ủng hộ cho giả thiết này. Ví dụ, ngay từ đầu phim, bà Nim trả lời phỏng vấn từ ekip rằng bà không nhớ cụ thể dấu hiệu lúc được bà nội Bayan chọn làm người kế nhiệm là gì, chỉ nhớ chung chung là nó rất khủng khiếp. Người chị Noi đã từ chối bà nội Bayan cũng thừa nhận những dấu hiệu như sốt hay có kinh liên tục 5 tháng chỉ là bệnh thông thường được nghiêm trọng hóa bởi những lời đồn thổi. Trong toàn bộ thời lượng phim, khán giả không thấy sự hiển linh rõ ràng nào của bà nội Bayan, kể cả khi bà Nim thực hiện các nghi thức và bắt buộc phải kể đến chính lời thừa nhận của bà Nim về chuyện bản thân chưa từng cảm nhận được bà nội Bayan. Từ những bằng chứng trên, ta hoàn toàn có thể nghi ngờ sự tồn tại của vị thần linh này. Giả thiết này tuy phủ nhận sự tồn tại của bà nội Bayan, nhưng nó không áp dụng được với khả năng ngoại cảm của các thành viên trong gia đình bà Nim, thứ có vẻ chỉ được di truyền cho nữ giới. Ngoài bà Nim với năng lực được thể hiện một cách rõ ràng, thì Minh và bà Noi cũng cho thấy họ có khả năng này. Minh đã sớm nhận ra được một thế lực tâm linh đang tấn công mình, nên chủ động treo bùa đuổi ma trong tủ quần áo. Trước khi mất hết ý thức, cô cũng có những giấc mơ báo hiệu những gì đang và sẽ xảy ra. Như một người đàn ông có cái lưỡi dài, chính là ác linh đang chiếm thân xác cô. Còn cái đầu bị chặt chính là đầu tượng của bà nội Bayan. Về phần bà Noi, ban đầu vì chối bỏ trách nhiệm nên đã quay lưng với năng lực đặc biệt của bản thân. Tuy nhiên, sau khi trở thành vật dẫn dụ các linh hồn hỗn tạp trong buổi lễ trừ tà cho Minh ở cuối phim, bà đã chấp nhận khả năng, từ đó nhận ra được ác linh trong Minh đang tiến đến gần. Từ chi tiết, con búp bê hình nhân có viết họ nội của Minh ở khu nhà xưởng cũ và những lời giải thích của thầy cúng Shanti, ta biết được ác linh đang chiếm hữu cơ thể Minh chính là một nạn nhân đã chết cháy trong nhà máy của ông nội cô. Rất có thể, người này đã trực tiếp ếm lời nguyền chủ ẻo cả dòng họ Minh. Ác linh đã khiến cho những người đàn ông trong gia đình phải nhận những kết cục bi thảm. Bà Nim bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của ác linh trong Minh tại đám tang của người anh rể. Sau khi người đàn ông cuối trong gia đình chết, ác linh đã chuyển mục tiêu sang Minh với mục đích thử nghiệm khả năng chứa đựng các loại linh hồn khác nhau của vật chủ. Đó là lý do tại sao mình đôi lúc bị biến đổi thành các nhân cách trẻ con, ông chú nát rượu hay gái điếm. Sau khi thấy vật chủ của mình tương thích với nhiều loại linh hồn, ác linh tạo ra các dấu hiệu như chảy máu kinh hay suy yếu sức khỏe
khiến bà Noi tin rằng con gái mình đang được bà nội Bayan lựa chọn. Bà Noi mắc bẫy, đưa con gái đến thực hiện nghi thức chấp nhận bà nội Bayan. Nếu nhìn kỹ cảnh này, ta có thể thấy gương mặt cười của ác linh phản chiếu trong gương, thể hiện mọi chuyện đang diễn ra đúng kế hoạch của nó. Nghi thức này có mục đích mở khóa cánh cửa tâm linh con người. Nhờ đó, các linh hồn bên ngoài có thể chui vào một cơ thể người sống. Bà Niêm đến ngăn cản nhưng không kịp, mình chính thức trở thành một cái nhà chứa linh hồn. Sự can thiệp của bà Niêm suýt phá hỏng kế hoạch của ác linh, vì thế nó đưa bà Niêm vào tầm ngắm để loại bỏ. Không thể tấn công trực diện vào bà Niêm khi bà là một người có khả năng ngoại cảm quá mạnh mẽ. Nó chuyển sang đánh vào đức tin của bà. Trong những ngày mất tích của mình, nó đã sử dụng cơ thể cô để lên núi chặt đầu tượng thần bà nội Bayan, hòng hạ bệ chỗ dựa tinh thần của bà Niêm. Sự căm ghét bà Niêm của ác linh còn thể hiện ở chi tiết. Nó trở nên cực kỳ cay nghiệt khi vừa nhìn thấy bà. Nó cố tình làm lung lạc tâm trí bà Niêm bằng cách tự nhận mình là bà nội Bayan và nói ra sự thật về chuyện ngày trước Noi đã gài bẫy để Niêm trở thành bà đồng thay mình. Nhưng bà Niêm đã đi một nước cờ ác linh không ngờ tới, tìm cứu viện từ Shanti, một thầy cúng có khả năng ngoại cảm như bà. Shanti và Niêm quyết định hợp sức để thực hiện một buổi lễ trừ tà lớn, tẩy rửa triệt để cho Minh. 2-1 không chột cũng què. Ác linh ý thức được nó không thể trực tiếp đối đầu với hai vị thầy cúng lão luyện. Vì thế, nó đã sử dụng khả năng thao túng tâm lý để lật ngược tình thế. Cụ thể, trong lúc tất cả mọi người đang giáo diết chuẩn bị cho buổi lễ, không có lý do gì để bà Noi lại đi hỏi người em gái rằng đã từng thực sự cảm nhận được sự tồn tại của bà nội Bayan bao giờ chưa? Câu hỏi đó đã hoàn toàn phá vỡ lớp phòng thủ tinh thần lớn nhất của bà Niêm, gián tiếp dẫn đến cái chết của bà. Mất đi người bạn đồng hành, Shanti phải thực hiện nghi lễ một mình. Kế hoạch của ông có 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, ông sử dụng bà Noi là vật dẫn dụ tất cả các linh hồn hỗn tạp ra khỏi cơ thể của Minh, trừ ác linh. Sau đó, Shanti sẽ loại bỏ những linh hồn ra khỏi cơ thể bà và niêm phong chúng trong một cái chum. Ở cảnh phim này, một người trong ekip quay phim đã hỏi Shanti về hàng chữ "Đây là chiếc xe màu đỏ", nhưng ông không trả lời. Ta có thể liên kết với một cảnh ở đầu phim. Hình ảnh này phỏng theo một sự kiện có thật ở một tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc Thái Lan. Nơi đây xảy ra các vụ giết người hàng loạt nhắm vào đàn ông. Người dân đồn thổi là do một hồn ma quá phụ gây ra. Họ tin rằng nếu treo một chiếc áo màu đỏ trước nhà thì có thể đánh lừa được ma nữ và xua đuổi ả ta. Như vậy, có thể hàng chữ dán trên xe mang ý nghĩa qua mặt ma quỷ, làm những linh hồn lầm tưởng bà Noi là Minh và nhập vào. Giai đoạn 2 và cũng là phần còn lại của buổi lễ, Shanti và những môn đệ của ông niệm chú đánh nhau từ xa với ác linh trong thân thể của Minh, hiện đang bị nhốt trong căn phòng được niêm phong bởi bùa chú. Kế hoạch của Shanti đã đi đúng tiến độ một nửa, các linh hồn hỗn tạp bị trục xuất khỏi cơ thể Noi, nhưng ác linh tiếp tục thể hiện bản thân xứng đáng với lời nhận xét mưu mô xảo trá của Shanti dành cho nó. Vẫn chiêu thức thao túng tâm lý như trước, nó đã giả tiếng khóc trẻ con khiến vợ Manit quẫn trí phải mở cửa. Ác linh thoát ra khỏi phòng giết chết toàn bộ thành viên đang có mặt ở nhà và đi thẳng đến buổi lễ. Cơn phẫn nộ của nó kéo theo sự nổi dậy của đám linh hồn hỗn tạp, khiến bọn chúng nhập vào đoàn trừ tà, đồng thời giết Shanti. Những người bị chiếm thân xác đều có hành vi như những con chó dữ tợn. Đây chính là nghiệp chướng của dòng họ bên nội của Minh khi kinh doanh nghề thịt chó. Về phía bà Noi, sau lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với các linh hồn, bà đã chấp nhận khả năng ngoại cảm của bản thân. Bà quyết định thay Shanti thực hiện tiếp nghi lễ. Tuy có nội tại, nhưng bà Noi vẫn chỉ là tấm chiếu mới trong công việc này. Bà đã nhầm lẫn ác linh đang tiến tới gần chính là bà nội Bayan. Ác linh trong xác Minh cùng bọn ma chó mở đợt tấn công con người, giết tất cả những người đã liên quan đến buổi lễ hôm đó, bao gồm cả những thành viên đoàn phim tài liệu. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, chính thức trở thành bà đồng của Noi đã cho ta hiểu tại sao lại có tập tục người làm bà đồng thì không được lấy chồng sinh con. Ác linh chỉ cần một tiếng gọi mẹ ơi đã dễ dàng đánh vào cảm xúc của bà Noi, khiến bà chùn bước, trái ngược hoàn toàn với bà Niêm, không chê ác linh, mặc cho nó có nói bao nhiêu lời khiêu khích. Biểu cảm cuối cùng của bà Noi thể hiện bà đã kịp nhận ra ác linh này không phải là bà nội Bayan, lại càng không phải là Minh. Thế nhưng lúc này đã quá muộn. Cuối cùng, bà bị nó tưới xăng thiêu cháy như cái cách mà nó đã từng bị giết. Với giả thiết này, ta có thể thấy từ đầu đến cuối, con người hoàn toàn đơn độc trong cuộc chiến chống lại ma quỷ, không hề có sự giúp đỡ của một vị thần linh nào. Giả thiết thứ hai, bà nội Bayan thực sự là một vị thần tốt với ý định giúp đỡ cho phe con người, cụ thể là bảo hộ cho Minh và bà Noi bình yên khi cả gia đình chồng Noi đều bị ác linh đẩy đến cái chết. Bằng chứng ủng hộ cho giả thiết này chính là việc năng lực của bà Niêm yếu đi đáng kể từ sau sự kiện bức tượng bà nội Bayan bị chặt đầu, khiến bà không tự mình khống chế được ác linh và tìm đến Shanti để trợ giúp. Người phá tượng không ai khác chính là bà Noi, vì bà vẫn một mực tin rằng những bi kịch đang xảy đến với con gái là do bà nội Bayan.
Chính bà cũng là người đã đặt bùa trong tủ quần áo của Minh để xua đuổi vị thần linh nhập vào con gái. Thế nhưng, bà Nói vẫn làm lễ, chấp nhận bà Yan nhập vào con gái mình và dẫn đến kết cục Minh bị mất trí hoàn toàn và mất tích nhiều ngày liền. Điều này đã khiến bà Nói trút sự tức giận lên bà nội bà Yan. Hành vi báng bổ này cộng với việc cải đạo để tránh né trách nhiệm bà đồng của Nói và đời sống trụy lạc của Minh đã khiến vị thần bảo hộ dần quay lưng với gia đình. Sau khi bà Nim chết, Minh thì đang bị chiếm hữu, người nữ còn lại duy nhất của gia đình chính là bà Nói. Cả một đời không tin tưởng vào bà nội bà Yan và tìm đủ mọi cách để không phải trở thành bà đồng. Đến cuối cùng, bà Nói lại vì con gái mà làm công việc này. Nhưng thật không may, bà nội bà Yan hiển linh bên trong bà Nói chỉ là giả mạo. Đứng trước một ác linh quá mạnh, cộng với sự yếu đuối tinh thần của bà Nói, bà bị ác linh thiêu chết, đánh dấu cái kết cho một gia tộc nhiều đời thờ phụng thần linh. Phần còn lại của câu chuyện tương đồng với giả thiết 1. Giả thiết này cho thấy, cho dù thần linh là có thật, họ cũng có thể rời bỏ con người khi ta không còn tin tưởng vào họ nữa. Với nghiệp chướng đã gây ra trong quá khứ kết thành hận thù sâu sắc, sự bảo hộ của các vị thần cũng là quá yếu để cứu vớt con người khỏi vòng quay của luật nhân quả. Giả thiết cuối cùng có tính ảnh hưởng đến logic của phim là liệu rằng bà nội bà Yan có phải chính là ác linh hay không? Đây là giả thiết yếu nhất nhưng vẫn có một bằng chứng đủ thuyết phục. Đó là việc ác linh biết quá rõ về chuyện riêng trong gia đình của bà Nim, từ mâu thuẫn chị em Nim, Nói đến chuyện ông Manit thích săn gái trẻ. Cứ như thế, nó đã âm thầm quan sát gia đình này từ lâu lắm rồi. Trong thân xác của Minh, nó từng tự nhận bản thân chính là bà nội bà Yan. Khi nó thoát ra khỏi sự niêm phong của Shanti để tiến đến gần buổi lễ, nó đã ban sức mạnh cho bà Nói để bà ta cảm nhận được sự tồn tại của bà nội bà Yan. Hơn một lần, sự hiển linh của bà nội bà Yan gắn trực tiếp với ác linh khiến mình phải cân nhắc khả năng này. Như vậy, có thể kẻ đã chiếm hữu thân xác của Minh thực sự là bà nội bà Yan. Toàn bộ câu chuyện bi kịch mà Minh và gia đình đã trải qua là cái giá phải trả cho sự xa rời đức tin của hai mẹ con bà Nói cộng với nghiệp xấu từ nhà nội Minh. Nạn nhân đã chết của ông nội Minh chỉ để lại một lời nguyền oán hận giết từng thành viên nam trong gia đình. Còn chính bà nội bà Yan đã mở đường cho bè lũ linh hồn hỗn tạp vốn có thù hận với nhà nội Minh chiếm đoạt thân xác cô. Bà nội bà Yan cũng tự chặt đầu bức tượng của mình để chấm dứt hoàn toàn sự bảo hộ nhiều đời lên gia đình họ ngoại của Minh. Người đầu tiên suy luận ra được thân thế thực sự của ác linh là bà Nim. Bà đã quá tức giận và đau lòng với sự thật đến nỗi lật đổ bàn thờ. Vì thế, ác linh đã ra tay giết bà. Ta có thể thấy thông qua chi tiết vào hôm bà Nim chết, ở gần bàn thờ có nhiều giòi bọ, một dấu hiệu của thế lực ma quỷ. Gần kết phim, biểu cảm hoảng sợ của bà Nói cho thấy bà nhận ra con quỷ chiếm giữ con gái mình chính là bà nội bà Yan, đồng nghĩa với việc sẽ chẳng có thần linh nào giúp đỡ mẹ con bà nữa. Với giả thiết này, phim phê phán sự mê tín dị đoan của những người dân ở vùng hẻo lánh có chút tương đồng với tập tục Kumanthong của Thái Lan khi gia chủ bị vật chết nếu không tiếp tục thờ phụng. Không phải những thế lực cho ta ích lợi đều là thần linh, và nếu sai lầm chọn phải ác linh, sẽ đến một ngày ta phải đón nhận hậu quả. Cả ba giả thiết đều có các chi tiết ủng hộ phải bị bác bỏ trong phim, vậy nên giả thiết nào hợp lý hơn hoàn toàn phụ thuộc vào cảm nhận riêng của từng khán giả. Việc phim có nhiều cách hiểu sẽ khiến người xem chúng ta bối rối. Thậm chí, như nhiều bạn đã chia sẻ trong video review The Medium trước đó của chúng mình, cái kết không rõ trắng đen đã khiến khán giả tức giận với cả bộ phim. Thế nhưng, cá nhân mình thấy đây chính là chủ đề tư tưởng của nhà làm phim muốn truyền tải. Con người sẽ không bao giờ phân biệt được thần hay quỷ, thế lực nào đang thực sự tồn tại. Tuy nhiên, ác giả ác báo đứng trước nghiệp quả của chính mình, con người sẽ không thể nhờ cậy bất kỳ một thế lực tâm linh nào để tránh được những việc xấu mà mình đã gây ra. Vì thế, sống một cách lương thiện chính là cách để ta có thể không cần bận tâm đến những thế lực vô hình kia nữa. Còn các bạn nghiêng về giả thiết nào được phê phim đưa ra? Hãy chia sẻ với chúng mình ngay dưới video này để chúng ta có thể cùng trò chuyện và kết nối với nhau các bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng Sương Mai trong video ngày hôm nay, và cảm ơn bạn Dương Ly về một kịch bản với rất nhiều những giả thiết thú vị về tác phẩm này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn sớm gặp lại các bạn trên phê phim. Bye bye! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.